Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Văn Lâm về tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy. Trong 6 tháng đầu năm 2021, huyện Văn Lâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì và phát triển kinh tế xã hội. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thu ngân sách đạt gần 1.400 tỷ đồng, công tác cải cách hành chính 4 năm liên tiếp dẫn đầu tỉnh, hướng tới mục tiêu hàng đầu là xây dựng đô thị loại 3 vào năm 2025. Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm đề xuất kiến nghị 8 nhóm vấn đề về cơ chế, chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật cho khu vực đã đạt tiêu chí đô thị loại 4, tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách. Đề nghị tỉnh sớm sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh, số lượng cấp phó, tổ chức thi tuyển công chức khối đảng đoàn thể. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy, biểu dương huyện Văn Lâm đã kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19, cơ cấu kinh tế dịch chuyển nhanh sang công nghiệp, thương mại dịch vụ, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng vẫn còn tồn tại một số vấn đề lớn cản trở quá trình đổi mới phát triển của huyện Văn Lâm. Tăng trưởng kinh tế liên tục đạt 2 con số nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của huyện. Quy hoạch phát triển còn manh mún, chưa đồng bộ, thiếu tầm nhìn. Văn Lâm là huyện có mức độ ô nhiễm môi trường cao, mức độ an toàn sức khỏe thấp, năng lực quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn hạn chế, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, nhất là đấu tranh phòng chống tham nhũng chưa đạt kết quả rõ rệt. Từ những vấn đề như vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Văn Lâm ưu tiên thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung triển khai đưa nghị quyết đại hội các cấp vào cuộc sống. Trong tình hình dịch bệnh COVID diễn biến hết sức là phức tạp và tạo ra những cái bất lợi trong cái phát triển kinh tế xã hội, chúng ta không điều chỉnh nhưng nỗ lực tối đa để thực hiện các cái nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra cho năm 2021. Nghiên cứu xây dựng các quy hoạch và phát triển các cụm công nghiệp, các khu công nghiệp, khu đô thị mới hiện đại có hạ tầng kết nối đồng bộ, tạo nền tảng cho thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Đây sẽ là chủ trương lớn, chủ trương rất lớn trong cơ cấu lại kinh tế của tỉnh cũng như của huyện Văn Lâm. Nhất định chúng ta phải thay đổi về mặt tư duy, thay đổi về mặt tầm nhìn, rà soát lại, khuyến khích động viên các nhà đầu tư hiện có thực hiện theo đúng tiến độ. Còn nếu không làm, vi phạm, đứng lên đi ra cho người khác làm. Đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, xây dựng, trình ban thường vụ, đề án xây dựng Văn Lâm trở thành đô thị loại 3, rồi quy hoạch phát triển Văn Lâm tích hợp trong quy hoạch chung của cả tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể hóa các chương trình phát triển đô thị Văn Lâm giai đoạn 21-25. Đẩy nhanh công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 21-25 đến năm 2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với truyền thống anh hùng cách mạng cùng với sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng lòng của nhân dân, huyện Văn Lâm sẽ phát triển ngày càng toàn diện, thực sự là một trung tâm và động lực quan trọng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của tỉnh Hưng Yên trong những năm tới.